Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ hôm nay ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 11 năm 2023. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 23 tháng 10 cho đến ngày 10 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 cho đến ngày 28 tháng 11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trụ bị. Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp. Đánh giá cao và vui mừng trước những đổi mới mạnh mẽ tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, trước thềm phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, cử tri bày tỏ tin tưởng Quốc hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri trên cả nước đã được tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội và nêu ra nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm như giáo dục, y tế hay quy hoạch đô thị. Khi đi thi ở các trường đại học, mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều tiền bạc. Xong khi ra trường thì không tìm được việc làm. Như vậy thì đề nghị là Quốc hội sẽ điều chỉnh về vấn đề là giáo dục cho nó hợp lý. Cái bảo hiểm nào thuộc bảo hiểm dài hạn thì ta tách ra. Ví dụ bảo hiểm hưu trí nên tách ra một luật để nghiên cứu. Trong đó có điều chỉnh cả cái chính sách về chế độ về tử tuất. Còn lại ốm đau thai sản điều chỉnh trong cái luật bảo hiểm y tế thì nó sẽ tốt hơn. Cái việc mà mở rộng dân chủ, tranh thủ ý kiến của các cơ quan rồi của các hội rồi trên nhiều lĩnh vực, kể cả bình đẳng giới rồi kể cả những cái bình đẳng khác, để mục đích cuối cùng là chúng ta đảm bảo cái chính sách an sinh xã hội một cách bền vững. Cử tri và nhân dân kỳ vọng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiếp tục đổi mới trong công tác lập pháp, nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký ban hành chỉ thị 06 về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Có thể nói cải cách hành chính là nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải cách nền công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thể hiện qua quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng như qua các mô hình sáng tạo nhằm rút ngắn thủ tục giải quyết hồ sơ hay hội thi về sáng tạo cải cách hành chính. Mới đây tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội thi cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Từ các hội thi này đã phát hiện những mô hình hay, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức trẻ, tiên phong trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trường mầm non Bến Thành mới đây đã được đánh giá loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, là mô hình đạt giải nhất hội thi cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 do Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức. Nhờ được tập huấn thường xuyên về công nghệ thông tin cũng như các phần mềm ứng dụng, cô Thúy Hằng và các giáo viên trường mầm non Bến Thành rất tự tin khi thiết kế, xây dựng các giáo án điện tử, thực hiện video clip cho các học sinh nhí của mình. Đặc điểm của lứa tuổi mầm non thì là có mấy bạn thích những cái gì đó sinh động, nhiều màu sắc. Thành ra là khi mà ứng dụng công nghệ thông tin thì có hiệu ứng này, có âm thanh này, cho nên là các bạn cũng sẽ rất là thích thú và phấn khởi, và các bạn cũng sẽ dễ hình dung hơn. Nhà trường cũng có một cái kênh YouTube á, có những cái hoạt động vui chơi, học tập thì nhà phụ huynh có thể mở YouTube tại nhà cho các con, thì bé xem rất là thích thú. Đối với cái phần mềm Ennet Việt, phụ huynh có thể nắm những cái thông tin của nhà trường, cái tương tác của giáo viên,
giúp cho phụ huynh cũng yên tâm hơn trong vấn đề là các con ở lớp. Không chỉ nâng cao chất lượng trong chuyên môn giảng dạy, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và điều hành. Với sĩ số gần 400 học sinh, nhờ mạnh dạn thực hiện chuyển đổi số toàn phần, lãnh đạo nhà trường và giáo viên dần được giải phóng khỏi các công việc hành chính, giấy tờ như làm sổ sách, quản lý hồ sơ. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm chi phí cũng là một lợi ích lớn, thiết thực mà chuyển đổi số trong giáo dục đem lại. Nhà trường thì duy trì sử dụng tất cả các phần mềm để hỗ trợ cho phụ huynh tối đa nhất. Phần mềm sử dụng quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm bảo hiểm xã hội và phần mềm khai báo thuế, phần mềm thu học phí không sử dụng tiền mặt. Và khi mà phụ huynh đóng tiền qua cái app YoYoCool á, thì ngân hàng sẽ tự động gạch nợ. Chúng tôi thấy rằng là hiệu quả của nó rất là tốt. Cái khó khăn của cải cách hành chính đó chính là cái việc mà cơ sở dữ liệu của chúng ta cũng như là hầu như một số cái phần mềm của chúng ta sẽ phải mua. Và không phải phần mềm nào chúng ta cũng có thể giải quyết mua được hết. Thì chúng tôi cũng mong muốn được cái sự hỗ trợ của nhà nước cũng như là ngân sách của nhà nước để có một cái cơ sở dữ liệu tốt hơn cũng như là đầu tư cho cái thiết bị, cho cái phòng học thông minh. Bên cạnh các thuận lợi, có thể thấy cơ sở dữ liệu còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa kết nối liên thông giữa các sở ngành, cơ quan là những tồn tại lâu nay trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, chưa được giải quyết triệt để. Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện cải cách hành chính để cải thiện kết quả chỉ số cải cách hành chính, cải thiện vị trí thành phố trên bảng xếp hạng. Đề nghị người đứng đầu các sở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm để triển khai thực hiện, đồng thời rà soát những điểm còn yếu trong cải cách hành chính để tập trung quyết liệt, khắc phục nhanh. Thúc đẩy hơn nữa cái đổi mới sáng tạo trong khu vực công mà lấy chính quyền cơ sở, nâng cao năng suất, giải quyết cái nhiệm vụ công ở các cấp chính quyền mà tập trung chính quyền cơ sở. Ngày 31 tháng 10 này thì chúng ta sẽ có cái họp ủy ban về kinh tế xã hội. Thì các đồng chí rà soát lại, ví dụ đến ngày đó các đồng chí trả lời cho tôi là sở nào, ngành nào, quận huyện nào chưa có DGCI. Những cái việc mà trong 6 cái mảng của cải cách hành chính này nè, đó thì những việc cụ thể đến thời điểm đó là ai chưa thực hiện hoặc là thực hiện có khả năng chậm tiến độ. Quá trình rà soát này cũng là quá trình để chúng ta tiếp cận nhanh hơn. Đó, và cho tôi một cái danh mục những việc cần phải tập trung của cải cách hành chính. Trọng tâm chủ đề năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh là trách nhiệm công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Do đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị phải rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, đảm bảo tinh gọn, thực chất, hiệu quả, chỉ duy trì những thủ tục thực sự cần thiết, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi ngay những thủ tục đang là rào cản cho hoạt động kinh doanh và đời sống người dân. Thời gian qua, công tác quản lý cư trú của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ sau khi triển khai luật cư trú và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử, chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, toàn thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 225.000 nhân khẩu vắng mặt, không xác định được nơi ở hiện tại và có thể bị xóa đăng ký thường trú nếu vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên. 210 hộ dân trên địa bàn phường 5 quận 5 thuộc diện giải tỏa trắng, phục vụ dự án mở rộng đại lộ Võ Văn Kiệt từ năm 2011. Theo đó, 1.177 nhân khẩu sẽ cần đăng ký tạm trú nơi ở hiện tại với cơ quan công an địa phương. Tuy nhiên, dù công tác tuyên truyền vận động đã được thực hiện rất quyết liệt, nhưng hiện vẫn còn 278 nhân khẩu chưa liên hệ khai báo thông tin về nơi ở hiện tại cho công an phường 5 quận 5. Do người ta đi khỏi địa phương lâu quá, người ta không quay trở về để liên hệ với địa phương. Nên sau này là ban điều hành tổ và cảnh sát khu vực sẽ phối hợp làm thêm một bước nữa là mình rà soát lại cho kỹ, mình vận động hộ dân, xem xét lại những cái hộ mà đi quá 12 tháng á, mà cũng không thực hiện cái luật cư trú đó, thì mình có thể là mình lập biên bản rồi mình ghi nhận lại. Còn ảnh hưởng đến cái việc học tập cũng như là sinh hoạt và được hưởng các cái chính sách thụ hưởng. Do đó là một số trường hợp vẫn chưa đăng ký cái việc này. Thì cơ bản là thông tin tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, việc xóa khẩu là cụ thể là 9 trường hợp, tuyên truyền thông qua các cái group Zalo
của các ô cảnh sát khu vực, của các tổ dân phố, của các khu phố để đưa thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Lực lượng cảnh sát khu vực thực hiện mọi cái biện pháp liên hệ cho chủ hộ, liên hệ những bà con, rồi thậm chí những cái tổ trưởng lâu năm cũng niêm yết công khai những cái danh sách 278 này ở công an phường, ủy ban, tổ dân phố. Khi mà người dân mà có cái điều kiện mà về làm thủ tục hành chính này nọ thì sẽ lập tức ghi nhận cái thông tin lại. Hơn 200.000 trường hợp vắng mặt tại địa phương nhưng chưa rõ nơi đến đang gây ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý dân cư của thành phố Hồ Chí Minh. Những trường hợp này nếu vắng mặt kéo dài từ 12 tháng không khai báo sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú. Khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú. Thì thời gian qua thì công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, các sở ngành, quận huyện cũng như các đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến luật cư trú, trong đó tập trung về nội dung liên quan đến xóa đăng ký thường trú. Những người dân trong cái trường hợp trên thì nhanh chóng thực hiện các quy định về đăng ký cư trú theo quy định của luật hiện hành. Bộ Công an cho biết, theo luật cư trú đang có hiệu lực, khi xóa đăng ký thường trú, cơ quan chức năng phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Hiện xóa đăng ký thường trú đã được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người dân có thể đến công an xã phường hoặc thực hiện trực tuyến tại nhà theo các bước được hướng dẫn trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Thưa quý vị, bằng những việc làm bình dị và thiết thực, rất nhiều giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn nói đến thầy giáo Huyền Văn Hiếu, giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho người khuyết tật. Thầy Hiếu là nhà trị liệu tâm vận động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, là giáo viên tận tâm với nghề, gương mẫu trong đạo đức lối sống, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Giáo dục và trị liệu. Ngoài những giờ lên lớp với phương pháp trị liệu tâm lý qua trò chơi vận động, phương pháp đặc thù giúp phát triển cảm xúc, nội tâm an toàn, từ đó phát triển tư duy cho các em. Thầy Hoàng Văn Hiếu luôn tìm tòi những giải pháp giúp các em hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhiều phụ huynh xúc động khi thấy con cháu mình ngày càng phát triển bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Cũng thầy Hiếu giúp đỡ, thành ra cháu tôi nó được nói chuyện đồ này nọ lót, cái đầu nó cũng được mở mang được tốt. Thành ra cũng qua đây mượn ấy để cảm ơn thầy Hiếu đã như những cô thầy ở đây đã giúp đỡ những cháu mà bị khuyết tật để được trở lại bình thường như những đứa trẻ khác để sau này nó hòa nhập. Có một cái sự làm việc với một cái tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và thầy luôn luôn là chủ động tìm kiếm bằng nhiều cái cách khác nhau để mà nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình, hoặc là thầy có đăng ký khi mà thấy ở đâu đó có những cái chương trình tập huấn đào tạo mà nó liên quan đến cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì thầy cũng đăng ký để học. Những cái trẻ bình thường đã giảng dạy cũng rất là khó rồi, nhưng mà ở đây là những trẻ khó khăn nữa. Mặc dù vậy là thầy Hiếu rất là nỗ lực, cũng như là cố gắng trau dồi những kiến thức mới để có thể nâng cao trình độ chuyên môn của mình và hỗ trợ cho phụ huynh cũng như là trẻ một cách tốt nhất. Do đó mà thầy Hiếu được rất là được sự tin tưởng của phụ huynh cũng như là từ phía đồng nghiệp và đặc biệt là các trẻ rất là yêu mến thầy. Mình là làm cái vai trò kết nối và hướng dẫn cho phụ huynh, hướng dẫn cho giáo viên và ban quản lý nhà trường. Họ có một cái nhìn và họ hiểu hơn về các trẻ có khó khăn để mà giúp cho các bé ở cái môi trường học đường để các con có cái điều kiện tốt nhất để hòa nhập. Từ khi mà bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã có cái niềm say mê và tìm hiểu về Bác và học tập để rèn luyện làm sao đó mình có một cái gì đó tốt nhất,
để mà theo gương Bác, luôn luôn trau dồi để cho bản thân mình có những kiến thức và chuyên môn để mà hỗ trợ tốt nhất cho các em. Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 đã được đội ngũ văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí và đông đảo người dân hưởng ứng tích cực. Trong đó, nhiều tác giả trẻ với tinh thần sáng tạo và tấm lòng kính trọng, yêu thương dành cho Bác đã mang đến những tác phẩm giàu cảm xúc. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, hơn tiêu đi Việt Nam. Với một đạo diễn trẻ mà tác phẩm đầu tay thì tôi cũng rất trăn trở. Nhưng mà từ cái tấm lòng và cái tình yêu dành cho Bác thì tôi thấy rằng là cần phải làm sao cho giới trẻ cảm nhận được cái câu chuyện này thông qua cái việc kể của mình như thế nào. Thì tôi kể câu chuyện này thông qua những hình ảnh tái hiện trên sân khấu là về kỹ thuật trình chiếu hologram. Một cái bối cảnh thời điểm 1969 khi mà máy bay rải chất độc da cam trên không. Các bạn thanh thiếu niên thời điểm đó phải băng rừng lội suối để đi tìm một cái giá trị đẹp, đó là cái bức chân dung, cái ảnh của Bác Hồ. Chúng em chưa được nhìn thấy hình ảnh của Bác, nhưng hình như chúng em đã mường tượng ra gương mặt của Bác rất quen thuộc và gần gũi như những người thân quen. Bởi vì đâu đâu chúng em cũng thấy sự hiện diện hình ảnh của Bác Hồ. Lời Bác dục ta đi tới, bài hát này Trâm viết hoàn toàn từ cái cảm xúc bất chợt khi mình đang đi giữa những cái đường phố, tự nhiên mình có được một cái giai điệu. Cái câu đầu tiên là chúng con được sinh ra khi đất nước đã thành bình, sống trong trời tự do, tuổi trẻ như chim không cánh. Bác kính yêu ơi. Bài hát nhất là về Bác, nó luôn gây một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, muốn nhắn gửi đến Bác Hồ kính yêu là tuổi trẻ của chúng con vẫn mãi mãi tiếp tục con đường xây dựng quê hương đất nước như là Bác Hồ đã hằng mong đợi. Việt Nam ơi, tổ quốc yêu thương muôn đời. Bằng cảm xúc chân thực từ trái tim, hàng trăm tác phẩm sáng tác quảng bá ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác đã được sáng tác và quảng bá. Đó là một động lực muốn cống hiến những tác phẩm của mình đóng góp vào vườn hoa âm nhạc của thành phố Hồ Chí Minh. Góp phần nhỏ cho một cái việc lớn mà thành phố chúng ta hướng tới, đó là chúng ta đang lan tỏa giá trị đẹp. Lễ tổng kết và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc về chủ đề học tập Bác sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ ngày 25 tháng 10 trên kênh HTV1, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22 tháng 10 đã đến thăm lực lượng đang đóng quân ở biên giới phía bắc nước này. Ông đồng thời đưa ra lời cảnh báo tới nhóm Hezbollah trong bối cảnh các cuộc đụng độ diễn ra liên tục ở biên giới với Liban. Phát biểu trước các binh sĩ, ông Netanyahu cảnh báo Hezbollah sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời nếu tham gia cuộc xung đột Hamas-Israel. Nếu Hezbollah quyết định tham chiến, Israel sẽ phản công với quy mô không thể tưởng tượng nổi và hậu quả đối với cả Hezbollah cũng như đất nước Liban sẽ rất tàn khốc. Israel đã giao tranh với nhóm Hezbollah ở Liban gần như hàng ngày kể từ khi xung đột Hamas-Israel bắt đầu. Phó thủ lĩnh của Hezbollah Sheikh Naim Qassem cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt nếu bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza. Chiều ngày 22 tháng 10, một đoàn xe tải chở hàng viện trợ thứ hai đã đi qua cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập và hướng tới dải Gaza. Theo các nguồn tin an ninh và nhân đạo của Ai Cập tại Rafah, tổng cộng có khoảng 19 xe tải chở vật tư y tế và thực phẩm đã được cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc kiểm tra. Trước đó một ngày, đoàn xe đầu tiên gồm 20 xe tải chở hàng hóa thiết yếu đã tiến vào Gaza. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết tiến độ cứu trợ cần phải được đẩy nhanh hơn với ít nhất 100 xe tải mỗi ngày vào Gaza để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết.
Người phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths, cho biết một hệ thống kiểm tra nhẹ nhàng đang được phát triển. Theo đó, phía Israel có thể kiểm tra các chuyến hàng nhưng vẫn đảm bảo tiến độ viện trợ nhân đạo được duy trì. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel cho biết họ đã bổ sung thêm 14 cộng đồng gần biên giới Liban vào danh sách sơ tán, trong bối cảnh các cuộc đụng độ xuyên biên giới với nhóm Hezbollah gia tăng đáng kể. Ngày 22 tháng 10, lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ, Nhật Bản đã lần đầu tiên tổ chức tập trận không quân chung gần bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh ba quốc gia nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh chống lại các mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra ở phía nam bán đảo, tại các vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản. Chương trình có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ và các máy bay chiến đấu của Seoul, Washington và Tokyo. Trước đó, lực lượng không quân Mỹ đã tập trận riêng với Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên ba bên tập trận chung trên không trong khu vực. Theo phía Hàn Quốc, cuộc tập trận là nhằm tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh trại David vào tháng 8 và mở rộng khả năng phản ứng của ba nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong tháng này, Seoul, Washington và Tokyo đã tập trận ngăn chặn hàng hải ba bên ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên sau 7 năm. Tuần trước, máy bay ném bom B-52H của Mỹ đã lần đầu tiên hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Hàn Quốc sau khi tổ chức các cuộc tập trận chung với máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Việc triển khai máy bay ném bom hạng nặng tầm xa diễn ra sau khi Mỹ cam kết tăng cường sự hiện diện thường xuyên trên bán đảo Triều Tiên trong tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Mỹ hồi tháng 4. Hôm 22 tháng 10, người dân Argentina bắt đầu đi bỏ phiếu bầu ra Tổng thống mới trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ địa phương và dự kiến đóng cửa lúc 18 giờ. Theo thống kê, có gần 36 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố tối ngày 23 tháng 10. Tổng thống đương nhiệm Alberto Fernandez cũng đã đi bỏ phiếu. Ông đang bị chỉ trích vì để lạm phát hàng năm của Argentina chạm mức 140%. Cuộc bỏ phiếu được cho là khó đoán định vì các cử tri đứng giữa những luồng tư tưởng đối ngược nhau. Năm ứng cử viên vượt qua vòng bầu cử sơ bộ và đủ điều kiện tranh tài lần này. Trong đó, ba nhân vật được cho là có cơ hội đắc cử lớn nhất, đó là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, do Liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Union por la Patria, Liên minh vì Tổ quốc đề cử, Chủ tịch Đảng Đề xuất Cộng hòa PRO, bà Patricia Bullrich, và hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei. Tại cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ vào tháng 8, hạ nghị sĩ Javier Milei giành số phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 30,2%. Bộ trưởng Massa đứng vị trí thứ hai với 21,4% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Patricia Bullrich giành được 17% số phiếu bầu. Theo hiến pháp Argentina, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 45% số phiếu ủng hộ hoặc 40% số phiếu ủng hộ, song phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai. Nếu không có ứng viên nào đạt được số phiếu cần thiết, bầu cử vòng 2 giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ được tổ chức trong vòng khoảng 30 ngày sau đó. Thưa quý vị, hiện nay tư duy làm nông nghiệp xanh đang thổi làn gió mới vào khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các địa phương, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống. Để phát triển nông nghiệp xanh, việc sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật thân thiện môi trường luôn được ưu tiên, giúp bảo vệ cây trồng khỏi dịch bệnh. Cùng với việc tuyên truyền nông dân canh tác tuân thủ các quy định về bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, ngoài việc tuân thủ luật bảo vệ thực vật và kiểm dịch, thì cũng phải hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm. Tham gia vào thị trường thuốc bảo vệ thực vật được 11 năm, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Việt Nông Vinco chỉ tập trung cung cấp ra thị trường những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ, sinh học. Nhờ sự trách nhiệm trong việc phân phối cũng như minh bạch về chất lượng, các sản phẩm của công ty đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của hàng triệu nhà nông Việt. Giá trị của nông sản khi mà nó được tăng cao thì nó phải đảm bảo được những quy định, những chuẩn mực của yếu tố đầu vào, đặc biệt là vấn đề phân bón. Để mà sản phẩm nó có chất lượng, nó có hiệu quả, kinh tế cao thì nó phải được sản xuất theo tiêu chuẩn. Các chuyên gia cho rằng, khi mua sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, khách hàng cần chú trọng đến chất lượng của sản phẩm hơn là yếu tố giá cả. Bởi những sản phẩm có hiệu lực tốt và ổn định sẽ không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn an toàn cho người sản xuất và cả người tiêu dùng.
cái xu hướng mà sử dụng hóa chất thì thường thường được thay thế bằng cái biện pháp sinh học. Thì cái biện pháp này thì nói chung là nó tỏ ra là an toàn cho môi trường, cho con người, thì nói chung thì rất là tốt. Là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như Cục Bảo vệ Thực vật đang có những cái chương trình hỗ trợ để làm thế nào để đến năm 2025 thì sẽ có 30% tên thuốc bảo vệ thực vật là tên là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, và đảm bảo 20% cái lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng là thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Cùng với việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người sản xuất về vai trò, lợi ích, cũng như nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ, các địa phương cũng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc, thông tin cho người sản xuất danh sách các địa chỉ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sinh học uy tín để người dân không mua phải hàng kém chất lượng. Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sân chơi kết nối yêu thương cho gần 100 công nhân viên chức người lao động. Thành viên tham gia chương trình là nam nữ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuổi từ 25 đến 35 tuổi và đang độc thân. Chương trình tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên lao động trẻ. Thông qua chương trình kết nối yêu thương, cũng là dịp mang đến cơ hội cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có điều kiện giao lưu, kết bạn và tìm được một nửa yêu thương. Đến với chương trình, các thành viên là công nhân, viên chức, người lao động trẻ đã được tham gia vào các trò chơi, giao lưu theo các chuyên đề ấn tượng đầu tiên, hành trình tìm hiểu và khi tình yêu lên tiếng. Đặc biệt, người tham gia còn được tìm hiểu, trao đổi các kiến thức với diễn giả Lê Minh Sơn, trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giúp người tham gia mở lòng, đón nhận tình yêu và thực hiện hành trình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.